Chào mọi người, hôm nay Rukuler Gavi khai xuân. Chúc mọi người Ngồi sang trái. năm mới 2020 nhiều may mắn. Chúc anh em nuôi chó thì chăm chó khỏe mạnh. Rồi anh em mà đang tìm chó thì sẽ tìm được cho mình một con chó ưng ý ở trong năm nay. Hôm nay khai xuân cho chúng nó ăn vặt bữa. Cho mỗi con phần mấy cái xúc xích gọi là lì xì. Khai xuân hôm nay thì có năm anh em. Có bác sĩ Thanh, bác sĩ chính là bác sĩ Thanh nhìn vào đây cái nào. Bác sĩ Thanh là bác sĩ thính và bác sĩ chính của phòng khám thú y Việt Đức là bao cái bệnh tật chăm sóc chó của Rockefeller Gavi ấy. Còn đây là Mr. Hùng và Mr. Lộc là hai tay chăm chó chính của trại. Đây là Mr. Hiền. Mẹ sao toàn thằng cứ lên tivi là mặt lại cứ cúi xuống là như nào. Hiền là đang nuôi hai con giống của Govi, một con của đàn ca và một con của Marvin. Lúc nữa sẽ sang quay luôn hai con đấy xem bây giờ nó như thế nào rồi. Ok, bây giờ cho chúng nó triển thôi. Lộc cho chúng nó triển đi. Đây là Pila. Lộc nhặt nhất ở trong kia nó để hòng nó rơi đấy, ăn rơi ra dính cát. Osaka ăn đi, đâu ăn này. Nô không biết ăn xúc xích. Phi miếng dài, đây cho nô miếng ngắn này. Ăn nô qua nào. Đây. Nô phải miếng rất ngắn thì nô mới ăn chứ nô miếng dài nô không ăn. Giống hệt mà. Thế anh bảo là nó giống như lột mà. Là thấy không? Mọi người Thanh sang đây nhìn trực tiếp rồi đấy, chó ra tạp chê xúc xích đấy. Giò ấy thì con nào cũng ăn, nhưng xúc xích con ăn con chê. Chứ không phải đừng tưởng xúc xích mà vip. Chó chê không ăn. Chính xác, con đấy là nó giống y như con bố đấy. À, Parker đây, Parker vét hết này. Con nào không ăn là tí sẽ cho những con khác, cho phần cho những con khác nhá. Trong vòng 5 phút mà con nào không ăn sẽ cho con khác. Trời. Đa cô vèo cái hết luôn à? Hả? Thế con này chê à? Hả? Ego chê à? Ego đùa hả? Con này ăn con ý ăn chê. Con này ăn cũng hết rồi nhưng mà mãi hết. Chưa biết, em chưa biết này em chê. Đó. Mẹ con nào ấy? Mẹ con đực thì con sang ra đấy. Con hay chuyển về đấy kia hỏi. Chuyển về Hà Đông rồi. Chuyển về Thái Bình rồi. Loki với lại Dina đánh vèo cái xong rồi. Thằng này là anh họ của con cái đấy, anh cùng bố. Cho sang bên này để cho nó chạy cái chân sau nó được chạy thoải mái cho nó vững chân. Con này to hơn con đực ít thôi. Tranh nhau một tháng. Ăn cái này bỏ phải ăn nhỉ. Rồi ăn ngon. Sao bỏ không biết ăn? Con này chắc là 36 hoặc 7 cân như bao nhiêu? Thế thôi. Tầm đấy thôi. Thôi con đực ít. Nô thằng nô đợt mới về cho ăn thịt không biết ăn mà luyện 2 ngày 3 ngày tức là bên Tây nó nuôi 100% bằng hạt con Bruno ấy. Rocky và Casino.
Hôm nay Tết qua thăm hai con này. Cho ra lùa gà không? Chắc lùa ác chứ hả? Alo. Thôi. Đây là casino. Đây là cho đặt tên con này như này để nhắc nhở là chủ đừng có đi casino. Tên dễ nhớ, không bài bạc. Tên của em là casino. Còn nếu đã đi đánh bài là phải thắng, đúng không? Đây Rocky. Tao Rocky. Tao Rocky. Lúc bắt về thì số con cái. Nếu cho con cái còn lúc vào casino. Con đực này là cái người của nó là kiểu mình chấm. Người nó chắc người. Nó mà cùng hạng cân thì nó sẽ khỏe hơn là cái kiểu người của con cái nhiều. Phải dắt con chó cơ, không con chó nó kéo dây cơ thì mới biết được con nào nó khỏe như thế nào. Mà nó bám người lắm. Nếu mà nó muốn nó huấn luyện theo bài thì phải chờ nó lớn lên đã. Bây giờ vẫn đang cho con. Một con 6 tháng, một con 7 tháng. Đây là Casino và Rocky. Rocky là con của Marvin. Casino là con của Bruno. Cùng đàn với nệ Cute hôm qua đấy. Rocky này thì đàn mấy con là một con về Vũng Tàu, một con về Bắc Ninh, một con về Nam Định. Rocky coi như là con lên hình đầu tiên của cái đàn này. Con về Vũng Tàu thì mới chuyển về Long An rồi. Chuyển sống ở Long An cho nó chạy nhảy thoải mái. Ông chăm lắm. Hôm nay có 2.000 con nữa là tàn bà hay không? Hùng lau mặt, Lộc lau qua mặt đi cho nó nè. Nếu mà thả ra tự nhiên ấy mà mình không dạy cái gì nhá thì con đực này kiểu gì nó cũng sẽ bám chủ hơn. Đúng rồi. Vâng, người bác có thấy con đực này nó bám hơn không? Tức là nó bám vào nó để ý mình nhiều hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có làm cái gì thì làm nó sẽ để ý chủ nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Và nó theo kiểu nó chiều chủ, nó hiểu ý nó chiều. Con cái này thì có thể là nó vẫn để ý nhưng mà nó sẽ ít để ý hơn và nó bắn nhắng hơn và nó theo kiểu nó không chiều chủ như con này, nó theo kiểu là tự nó muốn chiều chủ để cho con chủ này, vui. Con này chỉ cần hét phát là ra. Con cái kia hét rất lâu. Đúng rồi. Con này chỉ cần gọi phát là chạy ra ngay. Cái đấy là nó là cái di truyền ở cái nó gọi là thần kinh thông minh của theo cái con bố con mẹ. Nó không muốn đi thì bắt nó đi là nó phải đi. Đúng rồi. Tức là nó chiều chủ, nó chiều theo ý chủ. Tại vì lúc em dắt đi em biết mà. Nó không muốn đi đâu, nó muốn quay về nhưng mà bắt nó đi là nó vẫn đi. Thế này coi như mấy chú này coi như bạn hay không, chú chăm còn lớn trứng nữa. Này chú tầm này là tầm lớn nhanh của chúng nó này. Tầm này là tầm lớn nhanh nhất của chúng nó. Là tầm này là tầm vỗ cho chúng nó ăn. Và tầm này là tầm lớn nhanh nhất, nó sẽ quyết định cái khung gọng của con chó sau nó có to hết cỡ của cái khung của nó hay là nó bị còi chó thì là ở tầm này. Nhưng mà vô ăn là phải lưu ý là nếu mà bị đi ngoài cái là phải điều chỉnh ngay. Bởi vì nếu cho ăn nhiều quá nó bị đi ngoài hoặc nhiều chất quá hoặc là này kia. Ăn tạp quá không được. Ăn tạp hoặc là ăn nhiều chất quá mà thường thường chăm chó là cứ hay cho ăn nội tạng, cho ăn gan, phổi, các thứ lợn ấy. Là những cái đấy mà là cho ăn nhiều là đi ngoài. Thế cho ăn những cái gì? Cho ăn những cái đấy được.
Nhưng mà những cái đấy là chỉ là một phần thôi. Tiết là không được cho ăn nào. Đúng rồi. Đúng không? Cái tiết đây là cái cứ ăn vào cái nhìn biết, nhìn phân biết ngay. Đấy. Đen xì ngay. Ừ. Thế ông chú chăn nuôi bà ấy là cho con giống là chú biết. Tiết mà có bản mà cho ăn ít xì cũng nhiều thôi. Yên để anh quay video tí. Yên nào. Đây là casino. Nền đang hơi cát, chó vừa tắm xong nên là sẽ không thả. Casino thì người giống kiểu người của mẹ hơn là giống kiểu người của bố. Chúc anh em nuôi chó thì chăm chó khỏe mạnh. Rồi anh em mà đang tìm chó thì sẽ tìm được cho mình một con chó ưng ý ở trong năm nay.